Heya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay là một bài viết của tác giả Naomi Lê, Nhật ký của chàng trai 9 tuổi nhân mùa đại dịch. Ngày nắng, tháng nghỉ học, năm đại dịch. Bo được nghỉ học từ bữa trước Tết đến bây giờ là 59 ngày rồi. Cuộc đời 9 năm của Bo chưa bao giờ được nghỉ Tết nhiều tới như vậy. Đương nhiên, Bo biết mình đã thực sự trưởng thành để có thể cảm nhận thấy sự khác biệt giữa một mùa nghỉ Tết dài hạn so với những mùa nghỉ Tết trước đây mà Bo từng có. Bo nằm ngó lên trần nhà, tay gác lên trán. Rồi 20 năm sau, Bo chắc chắn sẽ kể cho con cháu nghe về một mùa đại nghỉ Tết lừng lẫy giang hồ này của Bo. Bọn trẻ ắt là sẽ há hốc mồm ngạc nhiên và nhìn Bo bằng ánh mắt ngưỡng mộ ao ước cho mà coi. Người lớn á, ai cũng nói cái cô virus tên Zona mà tên đi học là cô vi gì đó đem lại hàng tá những rắc rối. Nhưng mà với Bo ấy thì cổ không hề xấu xa một chút nào, trừ cái việc là cổ làm cho Bo phải nghỉ học. Dẫu là Bo thích nghỉ học, nhưng mà đã 59 ngày, 59 ngày rồi, Bo chưa được gặp lại cô giáo và các bạn. Việc học hành tất nhiên là quan trọng chứ. Bo e sợ là mình sẽ quên mất bảng kiểu chương 7. Và hơn nữa là Bo thấy nhớ cái nụ cười răng sún của Bích Đào. Ôi, nhắc đến nàng, trái tim Bo như thắt lại. Đã 2 năm rồi, kể từ lần cuối Bo tặng cho nàng cây kẹo chúc bà chúc. Thật sự, đã 2 năm rồi còn gì. Không biết là cây răng mới nhổ của nàng đã mọc lên chưa ta. Bo và chị hai được nghỉ học. Chị hàng xóm nhà Bo đi học xa cũng về chơi. Cha Bo nghỉ làm, bác hàng xóm nghỉ dạy. Bọn trẻ trong xóm chơi đá bóng suốt ngày. Xóm Minh Mạng nhà Bo náo nhiệt hơn bình thường. Trước đây, ngày nào Bo cũng phải lăn lộn trên giường để đấu tranh nội tâm với chính mình khi nghe tiếng chị hai kêu réo inh ỏi vào mỗi sáng. Thì bây giờ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Chị hai đã không còn thét vào mặt Bo cái câu "Bo, dậy đi học đi, Bo!" đầy ám ảnh nữa. Bo được ngủ đến 9 giờ, thậm chí là 10 giờ. Không phải đến trường, cũng không phải làm bài tập. Mọi thứ có vẻ quá tốt đẹp, quá đỗi tốt đẹp. Cứ mãi, gần đây, chị hai Bo có vẻ hơi phỉ nhiêu hơn sau đợt trước Tết. Hôm qua, Bo thấy chị lấy bộ áo dài trắng ra ướm thử, xong rồi chị thở dài ngao ngán. Hơi, thịt kho hột vịt, bánh tét đã làm cho chị lên cân. Và gần đây, không đi học, Bo thấy chị ngủ nướng cũng chả thua kém gì Bo cả. Bữa nọ, thấy trên mạng, ai cũng mắng chửi cái cô Hồng Nhung nào đó. Người ta chẳng những chửi cô mà còn chửi luôn cả cha mẹ, anh chị em cô đó nữa. Bo thấy thở phào nhẹ nhõm và biết ơn ông bà nội dữ lắm vì đã không đặt tên Nhung cho chị hai. Một điều hạnh phúc nữa của Bo gần đây là chị không sai vặt Bo nhiều nữa, vì Bo đã dọa sẽ mách mẹ về việc chị tranh thủ ôm máy tính học online để nhắn tin cho một anh nào đó chơi game cùng ấy, có nickname là cái gì? Boy nghịch ngợm. Bình thường thì một ngày chị chỉ được chơi máy tính 2 giờ đồng hồ thôi. Nhưng gần đây thầy cô chị toàn dạy online, thế là chị viện cái cớ đó để ôm máy tính suốt ngày. Có một thay đổi nữa mà Bo để ý thấy, chị hai Bo không còn tốn thời gian bôi bôi chét chét phần lên mặt nữa. Và trời đất ơi, chị Bo không thoa son ra đường nữa luôn ấy. Trước đây á, chị hay bị người lớn dày lắm vì cái tội sửa soạn quá lâu. Nhưng mà bây giờ, khi mẹ sai chị đi mua đồ gì đó, chẳng hạn như là hôm qua, mẹ biểu chị đi mua 2 chai xịt mũi, chị chỉ tìm đúng cái khẩu trang xanh xanh rồi bịt vội, xong là đi. Hôm bữa nữa, bạn chị tới nhà kiếm, chị cũng chỉ bịt khẩu trang ra đừng nói chuyện với bạn nửa tiếng ở trước sân. Bo hỏi chị là sao không điệu như mọi khi nữa, thì chị đáp gọn lọn: bịt kín mít rồi, chết cho ai ngắm đâu, tốn mỹ phẩm.
ngoài bớt điệu, Bo thấy chị cũng đảm đang hơn. Chị không đi học nên là bị mẹ bắt phụ lau nhà. Gần đây, mẹ còn dạy chị làm thêm vài món ăn. Trứng chiên thịt bằm là món mới mà chị hai đã học được, sau món đầu tiên là trứng luộc dầm nước tương. Dạo gần đây, mẹ ít đi chợ, nhà lúc nào cũng dự trữ trứng, nên Bo được ăn trứng chiên suốt. Khách quan mà nói, tay nghề của chị đã có phần tiến bộ lên trông thấy. Bo xin phép được tự tin khẳng định rằng anh rể Bo sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Còn về phần cha của Bo, hầu hết thời gian trước đây cha dành cho công việc, còn bây giờ cha dành hết cho Bo. Tuần rồi cha với Bo cùng vẽ tranh, cùng chơi đánh cờ và còn thức khuya xem MU đá bóng nữa. Cột mốc cực kỳ đặc biệt khiến cho Bo thấy mình trở thành một người đàn ông thực thụ. Đó chính là việc Bo đã được thức sau 11 giờ đêm. Còn mẹ Bo, mẹ Bo không cau có với cha Bo vì tội hay đi nhậu nữa. Và cha Bo thì cũng không tụ tập bạn bè đi uống bia vào cuối tuần. Đi đâu về là cha rửa tay sạch sẽ và tắm liền ngay tức khắc, chứ không nằm trình ình ra võng xem thời sự như trước. Mẹ Bo cũng xinh đẹp hơn hẳn, vì tối nào mẹ cũng đắp mặt nạ thay vì tất bật ủi đồ đi học cho Bo và chị hai. Còn nữa nhá, vừa qua cô giáo Bo có liên lạc với gia đình để hỏi ý kiến phụ huynh về việc cho con em trở lại đi học, thì Bo thấy mẹ đã trả lời một cách cực kỳ nghiêm nghị rằng nên cho bọn trẻ nghỉ học thêm. Thật sự luôn, có phải mẹ Bo không ta? Người quyền lực nhất trong gia đình, người không bao giờ cho phép Bo nghỉ học, mặc dù Bo đã rất nhập tâm diễn xuất, nhăn mặt, lăn lộn ôm bụng, nói rằng mình bị đau bao tử. Người ấy nay lại bảo với cô rằng hãy cho Bo nghỉ học thêm đi. Thật sự, Bo rồi cũng từ xấu mà thành đẹp, mẹ rồi cũng từ khó tính thành dễ tính, thế giới rồi cũng đổi thay mà lị. Bất giác, bao nhiêu nỗi giận mẹ từ cái phi vụ mà mẹ đánh đòn Bo vì Bo chơi điện thoại nay chợt vụt tan đi mất. Bo chưa bao giờ thấy yêu mẹ nhiều đến như vậy. Mẹ hiền yêu dấu, bằng tất cả những danh dự của mình, con hứa nhất định sẽ cưới bằng được Bích Đào để báo hiếu mẹ, giúp mẹ có được một cô con dâu đẹp người, đẹp nết. Dù cho tên cô Vi có là nỗi lo của người lớn, nhưng mà thật lòng mà nói, với chàng trai trưởng thành đã được thức tới 11 giờ đêm như Bo thì cổ như là một thiên thần may mắn vậy. Bo nói nhỏ vậy thôi chứ, trong lúc dịch bệnh như thế này mà lại đi vui mừng thì Bo biết điều đó là không có tình người. Chị hai Bo hay nói vậy. Bo thấy nhớ cái bàn học của Bo, nhớ thằng Nam bụng phệ và thằng Tuấn hôi nách. Đã lâu rồi không gặp, chả biết tụi nó còn thuộc bảng kiểu chương 7 hay lại quên sạch giống như Bo. Hy vọng hết tháng này Bo lại được đi học trở lại, chứ nỗi nhớ Bích Đào đã dày vò tâm trí Bo, khiến cho Bo luôn thao thức hàng đêm, không tài nào chợp mắt nổi. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderum.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.